Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm câu câu chữ gật. Bây giờ mình thử nha. Trước tiên, thử một cái trước. Rồi, tiếp theo là một cái nữa. Thành 2 ký. Bây giờ mình thử 5 ký nha. Bây giờ mình đã bỏ 5 ký vô rồi. Một cục đá. Hai cục. Một cục đá nữa. Cục đá cuối cùng. Câu này có thể chịu được khoảng gà 10 ký rưỡi. Cảm ơn các bạn và xin chào các bạn.